Bài giảng của lễ bế giảng: Hãy rực sáng lên hỡi người con Phật. Người con Phật làm rực sáng lên qua các tinh thần, giáo pháp, lời Phật dạy sau đây. Niềm tin trong sáng là niềm tin là mẫu thai sinh ra muôn công đức lành. Niềm tin nơi ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Niềm tin nơi chính mình là khả năng tu tập để chứng đắc qua các tầng thánh quả, làm rực sáng hương đức hạnh. Những điều kiện nào đã thúc đẩy quý đạo hữu đến đạo tràng này để rồi cùng tham dự qua 4 ngày trên tinh thần giáo pháp đó? Chúng tôi nghĩ rằng đó là một niềm tin quý đạo hữu đối với Phật, đối với Pháp, đối với chúng tăng, mà làm động cơ để cho quý đạo hữu bỏ thời gian, công sức của gia đình để rồi cùng văn tập về nơi hội trường này để học hỏi giáo pháp nơi Đấng Thế Tôn và thể hiện cái tấm lòng quý kính hộ trì Phật Pháp được cứu trụ thế gian làm lợi lạc hữu tình. Niềm tin nơi chính mình là khả năng tu tập để chứng đắc quả thánh, làm rực sáng hương thơm đức hạnh. Chỉ có giới, chỉ có giáo pháp, chỉ có hình ảnh của chư tôn đức tăng ni để trao truyền lại những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn và tự mình tin rằng mình có khả năng tu tập để chứng đắc. Bởi vì tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn đã giảng dạy đầu đường là phàm phu và cuối đường là bậc thánh, đầu đường là khổ đau và cuối đường là giác ngộ. Ngày hôm nay quý đạo hữu đang đi trên tiến trình đó để rồi một ngày mai kia nhờ tinh thần giáo pháp ngày hôm nay chư tôn đức tăng ni đã giảng dạy, để quý đạo hữu lấy đó làm hành trang, làm tư lương để vun quén và tài bồi cái mảnh đất tâm của mình, để rồi một ngày mai kia tất cả những cái gì mà quý đạo hữu được gieo trồng trên mảnh đất tâm của quý đạo hữu ngày hôm nay sẽ được trưởng thành và đơm bông kết trái trở thành các bậc thánh quả trong tương lai. Niềm tin giới đức là điều kiện tác thành hương giới, hương định, hương tuệ, làm rực sáng hương giới bay ngược gió của người trì giới thanh tịnh. Giới pháp là điều kiện để gìn giữ một hành giả, một con người đi trên con đường Phật Pháp, và để rồi từ chỗ đó tác thành tất cả các việc lành, để rồi tích lũy công đức cho đời mình, mà tự thân của mình được thanh tịnh, tự tâm của mình được thanh tịnh, mà chính cái điều kiện thanh tịnh là để đẩy mình đến bờ giác ngộ và giải thoát. Ai trong chúng ta gìn giữ giới pháp, ai trong chúng ta gìn giữ giới đức, mà như Đấng Thế Tôn đã giảng dạy rằng người mà đức hạnh được thanh tịnh, người mà đức hạnh được tinh khiết, người mà đức hạnh được trong sạch, thì chính cái đức hạnh đó là một hương thơm bay ngược gió. Không có một hương thơm nào bay ngược gió, dù rằng hương thơm đó là hương thơm của đóa hoa hồng, dù rằng hương thơm đó là hương thơm của hoa sen, hay dù cho hương thơm đó là hương thơm của hoa, và hoa gì? Và hoa lan, cũng không thể bay đi ngược gió được. Chỉ có hương thơm người trì giới thanh tịnh mới bay đi ngược gió, bay đi muôn phương. Cho nên chúng ta phải tin tưởng rằng giới đức là điều kiện tác thành hương giới, hương định, hương tuệ, làm rực sáng hương giới bay ngược gió của người trì giới thanh tịnh. Niềm tin nơi chính mình là khả năng đốt đuốc lên mà đi, là hải đảo của tự thân, là nơi nương tựa trong giáo pháp, làm rực sáng nội lực tu chứng, dập tắt vô minh, chấm dứt phiền não. Đấng Thế Tôn đã giảng dạy rằng đương tự xí nhiên ư pháp, vật tha xí nhiên, đương tự quy y ư pháp, vật tha quy y. Có nghĩa là tự mình hãy đốt ngọn đèn lên, ngọn đèn đó đốt nơi chánh pháp mà không đốt lên bất cứ một nơi nào. Tự mình nương tựa nơi chánh pháp mà không nương tựa lên bất cứ một nơi nào. Hỡi những người con Phật mà
Ngày hôm nay chúng ta tự nhận mình là người con Phật, có quy y Phật, có quy y Pháp, có quy y Tăng. Vậy thì chúng ta hãy tự đốt lên ngọn đuốc nơi chính mình. Ngọn đuốc đó được thắp sáng trên tinh thần giáo Pháp. Để rồi từ chỗ đó, từng bước chúng ta dò dẫm. Chúng ta dò dẫm mà chúng ta đi một cách chắc thật trên tinh thần giáo Pháp đó. Để rồi một ngày mai kia, chúng ta đoạn tận vô minh, chấm dứt phiền não và luôn luôn nhớ được những lời giảng dạy của Chư Tôn Đức Tăng Già ngày hôm nay để làm ngọn đuốc soi đường cho chính mình trong đời này và mai hậu. Niềm tin giáo Pháp là chiếc bè đưa người qua sông, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, làm rực sáng lời Phật dạy như trăng thoát mây. Nếu vầng trăng đó mà bị mây che thì chắc hẳn rằng vầng trăng đó không thể chiếu xuống dưới thế gian này, và vầng trăng đó không thể soi vào trong những vũng nước, trong những ao hồ. Nhưng nếu vầng trăng đó mà mây được vẹt ra, không còn bị làm chướng ngại ánh sáng của trăng, thì sáng lòng lộng trên bầu trời cũng như lòng lộng trên tất cả muôn nơi trên mặt đất này, dù đó là biển hồ, dù đó là sông ngòi, dù đó là núi đầu, hay dù đó là biển cả. Cũng vậy, trên con đường tu tập của chúng ta có một cái mặt trăng của bản môn. Mặt trăng đó là Phật tánh, luôn luôn được sáng ngời, luôn luôn hiện hữu trong từng mỗi trái tim, trong từng mỗi tấm lòng, trong từng mỗi sự suy tư của những người nam nữ cư sĩ Phật tử. Vậy thì mỗi khi chúng ta suy tư, mỗi khi chúng ta hành động, mỗi khi chúng ta có cái nhìn, mỗi khi chúng ta có lời nói, hãy thể hiện cái bản chất của Phật tính, hãy thể hiện cái tấm lòng quý kính của người con Phật, để từ đó chúng ta làm tư lương hành trang trên con đường giác ngộ và giải thoát. Nếu mà sự vô minh được dập tắt giống như mây che trăng được vẹt ra, thì Phật tánh được hiển lộ và chúng ta sẽ trở thành một vị Phật cụ thể trong hiện tại hay trong tương lai, mà không phải là những tên của những người nam nữ cư sĩ Phật tử có pháp danh như thế này, có pháp danh như thế kia. Và từ chỗ đó, chúng ta nhờ tinh thần giáo Pháp của giới, của định, của tuệ, nhờ tinh thần giáo Pháp của tam vô lậu học, nhờ tinh thần giáo Pháp của bát chánh đạo, nhờ tinh thần giáo Pháp của tứ diệu đế, nhờ tinh thần giáo Pháp của sự tụng kinh Pháp Hoa, của ba đức tính người thọ trì kinh Pháp Hoa, ở nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai và mặc áo Như Lai. Niềm tin vào tình thương là lòng từ bi vô phân biệt, để tạo thành sự bình an hạnh phúc cho chúng sinh, làm rực sáng lòng bồ đề giác ngộ tự tánh và tha tánh. Trên cái con đường tu tập phát khởi bồ đề tâm, đó là một điều kiện vô cùng quan trọng để chúng ta thấy được rằng cái tâm giác ngộ của chúng ta luôn hiện hữu bây giờ và ở đây. Mà nếu chúng ta lãng quên cái tâm giác ngộ, cái tâm giải thoát, cái tâm thành Phật, thì dù cho chúng ta tu tập trăm kiếp ngàn đời, khó mà có thể thể hiện được cái tấm lòng của người con Phật muốn thành Phật hiện đời và mai sau. Chính vì vậy đó mà chúng ta phải có lòng từ bi để thương xót loài người, thương xót đến vạn loại chúng sinh trong cuộc đời này. Tình thương yêu đó được gọi là tình thương yêu vô phân biệt. Không phải những người thân của chúng ta mới thương yêu. Không phải những người quen biết với chúng ta mới thương yêu. Mà Đấng Thế Tôn đã giảng dạy và Chư Tôn Đức Tăng Ni từ khi bước chân đầu đời vào trong cuộc sống của các từ viện đã đọc một câu thần chú Phật Quán Nhất Bát Thủy Bát Vạn Tứ Thiên Trùng: nhược bất trì thử chú như thực chúng sinh nhục. Lòng từ bi đó không phải chỉ đến với con người. Lòng từ bi đó không phải chỉ đến với chư thiên. Lòng từ bi đó không phải đến những loài mà có cánh bay, có chân đi, có vẫy bơi, mà kể cả những loài vi trùng, vi tế trong một ly nước, Đấng Thế Tôn, chư vị Bồ Tát,
các hàng thánh giả, các bậc tổ sư cũng đã giảng dạy để gìn giữ cái lòng từ bi đó đối với cái con đường tu tập của chính mình mà không phải lãng quên trong đời sống nhà thiền. Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ, án vật đế luật ni tóa ha. Chúng ta thương từ những loài bò bay mấy cửa, vi tế côn trùng trên mặt đất. Chúng ta thương từ những loài vi khuẩn ở trong ly nước. Chúng ta thương những loài vi khuẩn trong không gian. Mà các bậc tổ đức dạy một chú điệu, một người sa di trước khi tắt đèn không được thổi. Tại vì thổi, cái hơi mình nó vô cái ngọn đèn, làm cho trong cái hơi đó có vi trùng và những con vi trùng nó chết. Có lòng từ bi nào to lớn như lòng từ bi của Đạo Phật? Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng lòng từ bi vô phân biệt để tạo sự bình an và hạnh phúc cho chúng sinh. Và đảnh lễ mười phương Phật, mười phương Pháp, mười phương Tăng là người Phật tử. Dù tại gia hay xuất gia, chúng ta luôn thành kính đảnh lễ mười phương Đấng Thế Tôn, mười phương Giáo Pháp, mười phương Hiền Thánh Tăng. Đó là kim chỉ nam, đó là mục đích tối hậu để chúng ta gìn giữ niềm tin của mình đối với ngôi Tam Bảo. Niềm tin đó được thể hiện qua ba phạm trù là thân, là khẩu, là ý. Chúng ta làm việc gì cũng vì Phật, vì Pháp, vì Tăng. Chúng ta nói việc gì cũng vì Phật, vì Pháp, vì Tăng. Chúng ta nghĩ việc gì cũng vì Phật, vì Pháp, vì Tăng. Như khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ, trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, chắc chắn rằng chúng ta cũng vì Phật, chúng ta cũng vì Pháp, chúng ta cũng vì Tăng. Mà Phật đó, Pháp đó là Tăng đó, nếu nói trên lĩnh vực của hiện tượng là chúng ta trên những ngôi tự viện có hình bóng của Đấng Thế Tôn, có kinh điển để trong tủ và có hình bóng của chư Tôn Đức Tăng già. Còn nếu chúng ta nói về bản thể của tự mỗi con người và chúng sinh thì đó là tánh Phật, đó là tánh Pháp, đó là tánh Tăng trong tự mỗi người Phật tử chúng ta hôm nay. Trước khi dứt lời, chúng con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng già luôn luôn là hình bóng hướng thượng, luôn luôn là hình bóng giải thoát, luôn luôn là hình bóng giác ngộ, để cho những người nam nữ cư sĩ lấy đó làm tiêu đích để hướng thân lập mệnh trên những hình bóng hướng thượng, giác ngộ và giải thoát đó. Chúng tôi mong rằng hình bóng của chư vị thiện nam tín nữ Phật tử là tiêu đích, là giá trị của người học Phật. Mà ngang qua 4 ngày vừa rồi đã nói lên tất cả những cái gì, mà cái đó là thiện chí của người Phật tử, là nói lên tấm lòng mong cầu học hỏi Phật Pháp để lấy Phật Pháp làm tư lương, làm hành trang trên cái con đường tu tập của chính mình đời này và mai sau. Thành kính đảnh lễ Đại Tăng, kính chúc quý Ngài phước trí nhị nghiêm, đạo quả viên thành. Đồng kính cảm ơn ban teamwork của Hòa Thượng Thích Minh Dung, kể từ đêm hôm nay sẽ ăn ngon, sẽ ngủ kỹ mà không phải có nhiều sự lo âu và trăn trở, bởi vì bổn phận trách nhiệm đã hoàn thành. Chân thành kính cảm ơn toàn thể quý học viên Phật tử cùng bửu quyến vô lượng an khang, các tường như ý và chuẩn bị hành trang tư lương cho khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 6. Nam mô thành tựu trang nghiêm
công Đức Phật thành kính đảnh lễ Đại Tăng hôm nay.